Hi, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay bên shop em lại về thêm 5 cây Sony W380, hàng zin nguyên cây của Sony trong hộp. Đây, bây giờ sẽ quay gì xem. Đó, rồi bây giờ quay gì xem nè. Dạ. Mỗi hộp một máy nha anh chị. Nha. Thì em đại diện em quay một cây cho anh chị xem thôi nha, chứ cây nào như nhau. Phụ kiện thì nó cũng đầy đủ như nhau nha. Em để em lên. Rồi, ok, bắt đầu. Đó. Đó, thấy không? Đầy đủ nha anh chị. Đó. Cái hàng này cũ tồn kho nha anh chị, chỉ có 5 cây thôi. Máy này đơn giản lắm, bỏ sim mà xài thôi. Thấy không? Rồi, ok, chứ mở chị xem. Anh chị nào thích Sony bật nắp thì cứ mua nó nha. Ủa, mở lộn mở ngược rồi. Đây. Đây, mở ngược. Thấy không? Bên trong thì nó cũng có đơn giản lắm. Cục sạc zin Sony. Thấy không? Cục sạc zin Sony. Tai nghe zin. Đó. Về chỉ về nghe gọi thoải mái đó, và bây giờ là máy nó như vậy. Mặt trước, mặt sau, bực nắp à. Bảo đảm là vỏ zin nha anh chị, quay cận cảnh cho chị xem mới tin. Anh chị nào thích nghe gọi bật nắp là chỉ mua con này, ok. Giá hợp lý nữa. Em bán giá Tết 1.200.000 cây cho anh chị xài. Đó, hàng mới là xài khỏi lo. Không lo hàng dựng, hàng rẻ tiền. Rồi, ok, bắt đầu mở máy cho xem nè. Cái máy này nó chỉ đơn giản thôi nha anh chị. Đây, mở này ra. Thấy không? Đó, mở nắp ra. Ở đây cho gắn thẻ nhớ. Cái máy này xài thẻ nhớ M2 nha anh chị. Và trong hộp này nó chỉ có bán máy pin sạc thôi, với thẻ tai nghe thôi chứ không có tặng thẻ nhớ. Đó, có sai em bán vậy. Mở pin này ra. Đó, giờ gắn sim này vô. Đó, thấy không? Rồi bỏ pin vô thôi. Đó, nắp này gắn hai cái ngàn vô trước. Không, giờ mới nổi zin nó khích chầm chầm. Không có lo hở gì đó. Rồi, mở nguồn lên, nút nguồn ở đây. Đó, mở nguồn lên thấy chưa? Buổi tối đèn sáng. Từ để mở lên. Chọn. Cái con này á, là nguyên bản á, nó chưa có tiếng Việt nha anh chị. Chưa có tiếng Việt. Cho nên anh chị nào xài quen thì cứ xài giùm em. Chứ bây giờ em không có thời gian đi đao kiếm file tiếng Việt chạy nữa. Tết rồi là bao nhiêu đủ thứ việc. Đó, bỏ vô sóng mạnh liền, thấy không? Bấm gọi thử. Tăng volume. Đó, thấy không? Sóng rất là mạnh. Nói chung là chỉ việc là xài thôi. Đó, giờ vô chuông thử. Chuông chắc vừa, không có lớn. Đó. Pin hơi yếu như vậy. Đó, anh chị nào mua thì cứ việc nghiên cứu, coi và mua thôi. Giá rất là rẻ, 1.200.000 full box mới 100% nha anh chị. Bán Tết cho anh chị nào xài bền. Rồi, ok, cảm ơn chị xem clip.